nè, một đứa chết nè, coi nè, còn lắc 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 nè, rồi hai đứa chết nè, trời ơi, bự quá trời bự vậy. rồi ba đứa nè, bốn đứa nè. Ủa sao ba giết mấy bạn không hết trơn vậy? Năm đứa nè. Trời ơi, Làm gì đâu. trời ơi, sao ba giết bạn không hết Làm gì đâu vậy? nữa. Có mình ba bị nó cắn thôi mà ba giết luôn nó hết luôn à. Sao là nó qua đó không vậy? Nó qua đây nó cầu cứu con á nè, nó chạy qua đây nó cầu cứu con, mình cứu không kịp nè. Đi đi mấy bạn. Hả? Trời, cửa này lâu ngày không mở mà không ra luôn. Cái cửa này bên đây nó kẹt cái lá chuối ở giữa nó không mở được. Ủa ba làm cái gì trước cửa có sợi dây sắt vậy ba? Rồi thôi luôn, nhà phá quá, phá đủ kiểu đó. Trước cửa nhà để xe, trước cửa sổ để sợi dây sắt để phơi đồ. Trời ơi, mấy bạn mũi chết hết luôn rồi. Chạy qua cầu cứu tiên cá mà tiên cá ngồi dựng liếm không biết được. Tiêu anh không có bị mũi cắn, chỉ có ba tôi bị thôi, mũi nó không nỡ cắn Tiêu, nó thương như vậy luôn á mà cuối cùng bị ba tôi giết sạch hết. Ba tôi sợ mũi nó mang Covid-19 đến. Mũi vằn không mà đẹp dễ sợ luôn, như ngựa vằn vậy. Trời ơi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cả đời con mũi không nghe được tiếng niệm Phật A-di-đà. Nay sắp chết đến đây cầu cứu Tiêu, nhưng Tiêu anh cứu không kịp để cho tụi con tử nạn hết luôn. Sao vô nhà nhiều dữ vậy? Vô nhà bị đóng hết tất cả cửa sổ lại, sau đó bị đốt nhang mũi lên, thế là chết hết, không còn đứa nào sống. Con mũi nó là thông minh, nó có thể biết được đâu là người phàm, đâu là tiên Phật, đâu là quỷ thần. Cảnh giới của các bạn sẽ được con mũi nó thể hiện nếu các bạn là một người có thể chân thật thiền định được. Các bạn có thể chơi chơi như đá cục được. Các bạn có tình yêu thương chân thật thì mũi nó sẽ không cắn các bạn. Nếu mũi bị giết hết thì cũng không ai có thể biết được Tiêu là tiên cá thật sự hay không. Tội nghiệp mũi nhờ. Chúng sanh vô minh, loài vật hữu tình, tất cả vạn vật chết mà chết xung quanh Tiêu luôn nè, đánh một cái vòng tròn xung quanh lại đây cầu cứu. Tối nào ba cũng bị nó cắn hết hả? Ủa con nhớ mấy bữa ba cũng đốt nhang mà sao vẫn bị cắn? Bữa nay ba đốt tới hai nhang lận nè, mà con làm dị ứng với mùi nhang mũi, ngửi vô chảy nước mũi. Đốt gì dữ vậy, đốt một cái rồi. Sợ thì đóng cửa sổ hết đi, đóng từ sáng tới chiều tối luôn đi, để nó vô rồi chơi chết hết.